Rồi, Khai Xuân toàn đeo, bây giờ hôm nay mới có khách HP đây. Con này là giới thiệu qua cả. Con này là HP Pavilion, dòng này thì dòng NV. Con này thì khỏi giới thiệu thì nó quá là quen thuộc với cả người sử dụng rồi. NV của Việt Nam mình nó bán siêu thị đầy toàn trên 20 triệu. Nhưng con NV của mình này, con này chưa đến 18 triệu rưỡi, nhưng mà khuyến mại Tết. Khuyến mại có lì xì 50. Liêm phong con này HP nó còn dài, nó thêm ba quả liêm phong HP đây, ba cái đây liêm phong nó kín mít luôn, bên trong luôn có một lớp ly lông nữa đây. Kín mít luôn, ba cái liêm phong HP NV. Con này là Core i5 thế hệ thứ 8, RAM 8GB, SSD 256, màn hình cảm ứng Full HD IPS. Touch Multitask Enable, cảm ứng 10 con 10 điểm. Rồi, bạn vui. Con HP này chỉ còn một chiếc thì ai quan tâm thì quá sớm. Dạ. Đưa chú anh nhá. Và không lên được. Vâng. Đưa vào trong. Giống cái này kém một cái dòng Super Xe một tí, đúng không? Super Xe khoảng 30-40 triệu. Rất lịch lạc. Em coi lên xem cùng. Em bóc cái này nhá. Bóc đây. Đây mình còn giới thiệu cả. Đi tâm. À, con này giống dàn XPS cải tiến rồi, cũng có cái này và nó không có cái tem HP trong, dàn kín mít và bên ngoài nhưng bên trong không có, nó chỉ có ly lông giống cái thằng XPS, đóng gói những IC thằng XPS. Máy rất là mỏng này, logo này, HP này giống IC spec xe luôn, máy rất là bé. Rất là giống với xem. Sạc này giống IC XPS luôn. Tròn vo giống XPS và chữ HP. Cái cáp này hình như cùng một hãng sản xuất hay sao? Cùng một cái thằng nó gia công hay sao? Trông giống IC nhau, nó gia công. Các cái đơn vị gia công, gia công chung này. Đây là hàng đeo này, giống IC. Cái sạc của XPS. Lưu ý cái sạc này nhá, cái vo này vo bo tròn này. Đấy thì là sạc xịn. Thì nếu mà ai nó vát thẳng này thì đấy là sạc fake nhá. Lưu ý cái sạc này, kể cả của XPS. Cái đầu này. Sinh nhà. Sướng rồi đúng không? Rồi với cái này, con này là quen biết rồi đúng không? Qua siêu thị nhìn thấy rồi. Siêu thị nó bán toàn tầm 20 triệu đô đấy. Rồi, qua giới thiệu qua một chút thì tắt máy video dòng NV này thì không lạ lắm, thiết kế cái bản lề nó mở như này, nó mở tối đây, nó mở tối đa, nó mở thế. Bên này có một cổng USB, một cổng Thunderbolt này, đời cao nên có cổng Thunderbolt. Bên này cũng có cổng USB nhưng USB nó cải tiến để nó làm mỏng đi. Cải tiến nó có cái ngàm này, một khe mini SD, con này chỉ có mini SD và khe cắm sạc, cái cổng hai cổng USB, nhưng mà hai cổng USB nó mở cái ngàm này, máy nó mỏng quá mà quá mỏng nên nó không vừa cái USB, cái ngàm USB nó phải mở ra như này để cắm vừa. Cổng Thunderbolt bo rất là bé, con này chỉ nặng tầm khoảng bao nhiêu, một cân không đến một cân mốt, tầm khoảng một cân mốt. Cái tản nhiệt
nó có một cái khóa ở đây nữa, cái khóa SD chốt cái chốt gì đây. Cái số part number, serial number nó in luôn lên máy nhé, chứ không làm in lên giấy đâu, in full luôn lên máy. Cái con này check phải trùng với cả cái số ngoài thùng kia đấy, cái số ở máy đây phải trùng số ngoài thùng, trùng số trong BIOS đấy, máy rất là mỏng, tầm lặng khoảng 1.2 cân. Còn tại vì cái con NV à, con HP Pavilion nó khoảng 1.3 cân, thì con này chỉ 1.2 cân thôi. 1.22 cực kỳ mỏng, rất là đẹp. Còn một chiếc thôi nhá, thôi xin cảm ơn.